Xin chào tất cả quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng sớm hôm nay là thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua lần là bất thái là buổi sáng hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật hình bất thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì tình bất thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì giá mít đang có chiều hướng đang tăng mạnh, đang liên tục. Như hiện nay thì lượng mít tới lứa đang thu hoạch ở trong vườn thì cũng không nhiều. Tạm thời thì mình xin cập nhật giá buổi sáng, với buổi chiều có thay đổi thì mình sẽ làm thêm. Tình giá mít hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, chấm lớn dao động từ 28.000, chấm nhì là 18.000, giá mít chấm ba dao động từ 11.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chợ giúp dao động từ 4.000 đến 5.000. Còn khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì mít cam lớn dao động từ 29.000, cam nhì là 19.000, và mít cam ba là 12.000. Chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chợ với giao động từ 4.000 đến 5.000 đồng ký. Tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An. Còn tình giá mít ở khu vực Tiền Giang hiện nay thì mít cam lớn dao động từ 29 đến 30. Cam nhì là 20, cam ba là 13.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chợ với giá động từ 5.000. Ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giữa mít. Còn thành giá mít ở khu vực miền Đông hiện nay, như khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, khu vực miền Đông hiện nay thì mít cam lớn giá động từ 23.000, cam nhì là 11.000, và mít cam ba là 6.000. Chợ hiện nay tại khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua chợ những cái động từ 3.000 tại khu vực miền Đông. Còn tình giá mít ở khu vực Tây Nguyên hiện nay thì mít cam lớn dao động ở mức từ 20, cam nhì là 10, và mít cam ba là 5.000. Mít chợ hiện nay tại khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chợ những cái động từ 3.000 tại khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra thì tình mít cũng còn chênh lệch tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa gần mà thương lái mua chênh lệch lên xuống với các vườn mít là từ 500 đến 1.000 tùy theo từng nơi.